xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều ngày 11 tháng 10 năm 2018, cửa hàng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được chào đón ba vị khách đến từ Đồng Văn, Vĩnh Phúc. Vâng, anh Trần Văn Huy đến từ Đồng Văn, Vĩnh Phúc, và cửa hàng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh lựa chọn cho mình một chiếc âm ni Sansui 8080DB. Vâng, sản phẩm thì đã được anh cùng với cửa hàng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thẩm âm những sản phẩm mà anh yêu thích bên cửa hàng. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Mỹ Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Mỹ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, mỗi vị khách đến với cửa hàng Âm Thanh Mỹ Hạnh lựa chọn được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Mỹ Hạnh cung cấp ra thị trường. Vâng, một chiếc âm ni Sansui 8080DB trong tình trạng còn rất là đẹp và mới. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đời. Em từ đầu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc cây ca. Mọi chi tiết mua sắm về các sản phẩm Âm Thanh, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh theo những số điện thoại mà cửa hàng vẫn cung cấp trên các video. Và đây là một đoàn khách đến từ Vĩnh Phúc, anh Trần Văn Huy đã sắm được cho mình sản phẩm trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2018, là một chiếc âm ni Sansui 8080DB còn rất là đẹp. Vâng, Âm Thanh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.